Hơi, dạo này làm ăn càng ngày càng khó khăn, kiếm được bữa cơm cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ không phải giỡn đâu. Có tiền rồi, công nhận phải nể mình thiệt, xa vậy mình cũng nhìn thấy, bởi vậy ai cũng nói mình thấy tiền là mắt sáng. Oh no. Hả? Xui dữ vậy ta? Bây giờ phải dỡ chiếc xe lên lấy lại tiền chứ biết sao bây giờ. Oh my god. Như vậy mà nãy giờ nó chạy giật được hả ta? Mẹ cô bảo tôi lấy chiếc xe đạp của con hả? Cái xe này tao lấy làm gì? Trời ơi, 20.000 không đủ sửa xe đâu. Chạy thôi. Bà đó thật ngang nè. Bà mua chiếc xe về cho cho mình chạy mà bà đó cũng lấy. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Oh no. Tên thở của mình gây ra lộ rồi, thôi mình xuống lấy đại đi. Sao con ra lộ mà con không chú ý nhìn đường vậy con? Cái bong bóng con thở của con bị rơi ra ngoài đường, con ra con lượm. Thôi để cô ra lấy giùm cho, con đứng ở trong lề đi. Con không có được chơi cái này ở gần đường lộ không? Lỡ nó văng ra đường một cái rất là nguy hiểm, xe người ta chạy. Rồi con còn nhỏ là con đi ra, con không nhìn đường cũng nguy hiểm nữa. Thôi cô trả lại cho con nè. Con cảm ơn cô, con sẽ không chơi ở gần lộ nữa. Không sao, nhưng lần sau con cẩn thận hơn là được rồi con. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Ủa sao bữa nay hai chị em ngồi nhìn cái mặt buồn hiu vậy con? Em với Hân bệnh rồi nên tụi con phải ở nhà. Tụi con không được ăn bánh kẹo, không được đi chơi luôn. Mẹ nói đúng rồi đó, tụi con còn bệnh nên không được ăn bánh kẹo nhiều, không có tốt cho sức khỏe tụi con nha. Vậy con có thích chơi gì không? Con mua đồ chơi cho con nha. Đây đồ chơi nấu ăn. Vậy giờ cô sẽ dẫn con đi mua đồ chơi nấu ăn nha. Cảm ơn cô. Mua bánh đó con. Thôi bánh nhóc mua chi tùm lum. Mua bánh mua gì? Mua hoài mua về đâu có ăn. Con có ăn. Im, tao quất nha, quất đi về chưa? Gặp là đôi mua, nhà bánh nhóc. Nhà mừng hết trời. Mày quất về chưa? Quất về. Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều. Vậy con cũng phải ngoan và uống thuốc giỏi để mau khỏi bệnh nha con. Tạm biệt con.